Sao giờ này bà Duyên vẫn chưa đến nhỉ? Cuộc họp toàn các sếp lớn như thế này, chờ mỗi một mình bà ấy. Ồ, sáng nay chị phải sắp ngừng ngửa đưa mẹ chị đến viện, xong rồi phải thả vội mẹ ở cổng để đến đây cho kịp giờ. Thế mà chờ mãi vẫn chưa thấy đâu, bực cả mình. Đây, tôi cũng hiểu là làm như này có vẻ như là cũng mỏng đỏ. Tôi xin lỗi vì đến muộn ạ. Có đỡ chưa? Còn sốt không? Tôi khỏe rồi ạ. Đây, ngồi bên đây vào đi. Lăn nữa lên trình bày không bị ho. Cảm ơn anh ạ. Lên thôi, một người đang đợi đấy. Với các đặc tính ưu việt mà tôi vừa phân tích ở trên thì che nứa là một giải pháp hữu hiệu cho việc chống nắng cho công trình ạ. So với các công trình được bê tông hóa tại một số trường học ở địa phương thì vật liệu này có lợi thế hơn nhiều. Tôi xin dừng phần báo cáo ở đây với nhận định việc công ty lựa chọn vật liệu che nứa tại Cao Sơn và một số địa phương lân cận là một phương án hoàn toàn khả thi. Chú cảm ơn. Dạ vâng. Cảm ơn anh ạ. Có ai có câu hỏi gì hay cần chúng tôi báo cáo gì thêm không ạ? Tôi có ý kiến. Mời ra. Tôi thấy báo cáo của Duyên chưa đề cập đến biện pháp kỹ thuật về xử lý mống nối tre. Về xử lý thì vấn đề mà Giang hỏi, nhóm cũng đã đặt ra ngay từ ban đầu. Với tính chất nhỏ gọn, hình ống, vật liệu che được sử dụng một cách hết sức linh hoạt bằng cách kết hợp với nhau một cách khéo léo bằng các mố nối để tạo ra các cột chịu lực hoặc trang trí cho công trình. Tùy từng yêu cầu mà các mố nối sẽ được thay đổi sao cho phù hợp. Từ đơn giản đến phức tạp, từ dây xiết đến bu lông, khung sắt và cũng tùy vào kinh phí của công trình mà sử dụng nữa. Ngoài những điều anh Hiệp vừa chia sẻ thì từ hàng trăm năm trước, tre nứa đã được sử dụng rất thân thuộc trong đời sống sinh hoạt của người dân. Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm về cách xử lý mấu nối tre trong dân gian để bổ sung thêm vào phần báo cáo. Tôi thấy bản báo cáo khá chi tiết và khá toàn diện về vật liệu tre. Thế nhưng tôi chưa thấy có sự so sánh với các vật liệu khác. Với tôi, tính toàn diện chỉ được thể hiện nếu chúng ta so sánh thôi. Cảm ơn ý kiến của Giang. Đây cũng là thiếu sót của nhóm và chúng tôi sẽ bổ sung sau. Tại sao anh lại bảo vệ Duyên nhỉ? Vậy tại sao em im lặng? Anh đã thông báo cho em về tình hình sức khỏe của Duyên. Và em hoàn toàn có thể nói với mọi người để mọi người thông cảm hơn cho cô ấy. Em không lên tiếng là vì công việc. Nếu như Duyên làm được, tại sao cô ấy không chứng minh bằng kết quả và đến đúng hẹn đi? Bố em là chủ tịch công ty thật, nhưng em không thể nào yêu cầu thay đổi nguyên tắc làm việc của một tập thể chỉ vì một mình cô ấy được. Mà anh có thấy bây giờ anh đang dành tình cảm quá nhiều cho một nhân viên để khiến những người khác bức xúc không? Đấy là chưa kể em chắc chắn rằng những gì cô ấy làm được đều nhờ anh hết đấy. Thì anh chỉ... Mời vào. Chào anh ạ. Giang à? Ừ, có chuyện gì không Duyên? Tôi mang gửi anh bảng thống kê tính năng của các vật liệu khác ở Cao Sơn để có thể so sánh với vật liệu tre ạ.
Hai người làm việc đi. Trong mắt bà, từ xưa đến nay, tôi luôn là thằng lông bông bộp chộp đúng không? Không, ông là thằng bạn tốt nhất của tôi. Hỏi cho có thôi, chứ tôi quá biết câu trả lời của bà rồi. Sao này ông lạ đấy? Nào là bạn tốt nhất, bạn thân nhất, thế mà suốt cả đêm để người khác chăm sóc. Ai kể mà ông biết? Việc đấy bà không cần quan tâm. Bà thích ông Hiệp đúng không? Ông bị hâm à? Thế bà trả lời thẳng câu hỏi của tôi đi. Tại sao ông Hiệp ở đây chăm sóc bà cả đêm? Anh ý có ở đây chăm sóc tôi cả đêm đâu. Anh ý chỉ là giúp tôi mua thuốc. Sau đấy thì... Sau đấy thế nào nữa? Hả? Nói đi. Cũng khá đầy đủ và chi tiết. Nhưng mà... Sao cô tìm được? Nhanh vậy? Thật ra cái này tôi chuẩn bị rồi. Nhưng mà quên mất không cho vào bản báo cáo. Thôi được rồi. Thế bổ sung vào nhá. Dạ vâng. Hình như lúc nãy Giang không vui. Hay là Giang còn giận tôi vì chuyện đến muộn nhỉ? À, không sao. Không vấn đề gì đâu. Tôi thấy mọi người có thái độ xét nét khi mà tôi đi cùng với anh. Cô kiểm tra xem đã đúng là điện thoại của bà chưa? Dạ vâng. Đây đúng là điện thoại của bà em rồi ạ. Nhưng mà bà của em đâu rồi hả chị? Chúng tôi cũng không rõ. Xe về đến bến thì thấy cái túi này để quên. Kiểm tra điện thoại thì thấy gọi số cô nhiều nhất nên tôi đoán cô là người nhà. Cô có đem theo giấy tờ tùy thân không? Dạ có ạ. Em gửi chị. Cô đợi tôi chút để tôi làm biên bản bàn giao tài sản. Dạ vâng. Cô kiểm tra lại đồ trong túi đi, để chúng tôi còn xác nhận thông tin. Dạ. Những gì em nói có đúng không? Đúng chưa ạ? Em tận mắt chứng kiến mà chị. Như lúc trước em nói với chị ấy, toàn bộ báo cáo nó đọc đeo lẻo là do công sức của sếp Hiệp. Sếp đã chuẩn bị sẵn tài liệu, lại còn nốt sẵn cả số trang. Chỉ việc như thế sếp ra thôi. Đấy là chưa kể nhá. Hôm trước anh Chiến bảo vệ nói với em, ngày chủ nhật nghỉ, sếp vẫn lên làm hộ nó. Quá bất công với bọn em rồi chị ạ.